Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Ngày mới kính chúc quý cô chú anh chị em thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và làm ăn luôn gặp nhiều may mắn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái vườn mỹ cam. Nói chung là mỹ cam lô này trồng một cốt rất là đẹp nha. Và đang full bông thì sẵn dịp đây mình gửi tới quý cô chú anh chị em mình nha. Cây thì rất là đạt ở chỗ từ cái phơm tàn cho tới cái thốc thân và cái gốc cụ đế nha. Trồng công nghiệp với những cái mẫu cây như thế này thì rất khá là chuộng trên thị trường, do từ cái phơm nó đẹp tới cái thoát thân nó như một cái cây dù. Thì quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo, xem thư giãn nha. Ở miền Bắc thì quý anh chị em mình thấy có rất là nhiều loại mẫu đơn, giống như là vàng ta, đỏ nhung với dân chấn Yên Bái. Đặc biệt ở miền Nam thì những cái dòng mỹ vàng, mỹ cam thì đây là một cái ưu thế của miền Nam mình nha. Lô này trồng thì cũng tầm khoảng 3 4 năm tuổi quý anh chị em. Những cái cây như thế này thì thời trước kia tầm khoảng 3 4 năm thì chỉ có khai thác nhà dân thôi. Thì hôm nay nó lên đang lên hoa thì Pháp Thái muốn chia sẻ tới quý cô chú anh chị em mình để mình tham khảo, mình sưu tầm. Thì mình cứ liên hệ trực tiếp với những cái nhà vườn có chuyên về cái mặt hàng này. Và cái lô này thì theo thị trường thì trước kia người ta trồng công nghiệp á, người ta đã giao lưu hết rồi. Còn lại sót lại những cái mẫu cây to như thế này thì rất là hiếm nha. Cây này lô củ đế rất là bự luôn. Tàn thế thì tròn, phải nói khủng khiếp á. Vườn tầm khoảng trên 100 cây quý anh chị. Còn lại đây, quý anh chị em mình hình dung được cái phơm tàn của nó nè. Nó tròn và nó đặc. Giá trị của mỗi một cái cây nó khác nhau từ ở chỗ cái hoành, cái thân và cái phơm tàn. Đó, thì một cái cây mà ví dụ anh chị em mình thấy cái tược tàn nó lên lọt sọt, nó không đẹp thì cái giá nó sẽ khác. Nên khi mà mình chơi cây mình phải biết định giá về cái giá trị của mỗi một cái cây người ta nuôi lên, người ta trồng lên. Để mình cho quý anh chị em mình thấy cái lô này củ đế nè. Một cái cọng rễ nó thôi là nó muốn bằng những cái cây của người khác, cây tơ nhỏ quý anh chị em. Đó. Vườn này còn múc múc ở ngoài kia quý anh chị em. Nên mình quay một đoạn cho quý anh chị em mình tham khảo nha. Mình rất là ấn tượng với những cái vườn mẫu đơn ở ngoài Bắc á, đỏ dân trắng Yên Bái á. Nên ở miền Nam mình thì có mỹ cam, mỹ vàng, mỹ hồng. Đó là một cái ưu thế của người miền Nam đã sản sinh ra những cái dòng hoa đẹp của thiên nhiên nha. Thời trước kia quý anh chị em mình biết tính bằng bo không à. Nên thời bây giờ thì từ những cái bo đó đã phát sinh ra nhiều thì cái giá nó sẽ khác, nó mềm hơn. Tàn nó như một cái trái banh, phải nói là cực kỳ đẹp ha. Đó. Để mình đi hết cái vườn này mình chia sẻ quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo, mình xem vui chơi cùng với Pháp Thái, cùng với cái niềm đam mê của Pháp Thái luôn làm động lực để gửi tới quý cô chú anh chị em mình mỗi khi mà chia sẻ vườn. Đó, cái tàn này nó đặc quánh luôn. Một cái cây bông trang khi mà nó tàn hoa và mình cơi đi những cái đợt đọt nó không có hoa thì mình thấy nó chỉ là một cái màu xanh đơn giản. Nhưng mà khi mà nó lên hoa rồi thì quý anh chị em mình khó cưỡng lại. Mình thích những cái màu nào thì mình sưu tầm. Tại vì trong những cái dòng bông trang á, từ lá nhỏ cho tới lá trung, lá lớn, nó có rất là nhiều màu đa dạng luôn. Gồm có màu vàng, màu trắng, màu hồng, màu cam, màu đỏ, màu tím. Đây, để mình ra mình chia sẻ quý anh chị em mình một cái những cái cây này gần cuối của vườn rồi, cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái ha. Đây, cây này là phải nói là một cái tuyệt phẩm, từ cái phơm tàn cho tới cái hoành, cái thân cực kỳ đẹp quý anh chị em. Chưa hết nè, đây còn những cái cây ngoài này cũng to nữa nè. Vườn này thì trồng công nghiệp cái kiểu giống như quý anh chị thấy trồng theo hàng, nhưng mà do giao lưu một số rồi nên nó còn lại thưa thớt như thế này. Đó. Cây này mà đạt chuẩn mà theo hàng một cái ha, khó mà cưỡng lại luôn chưa. Một cái vườn mỹ cam đang phun bông rực rỡ một cốt già, hàng đáng sưu tầm. Pháp Thái gửi tới quý cô chú anh chị em mình để quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo nha. Thì cũng tiện đây nói luôn, quý anh chị em mình lấy sỉ thì giá khác, còn quý anh chị em mình mà lấy một hai cây lẻ về chơi á thì thị trường hiện tại bây giờ là tầm khoảng 500 600 ngàn một cây, bao phí vận chuyển về tận nhà cho quý anh chị em. Cây sẽ được gửi đi toàn quốc bao sống quý của chú anh chị em mình luôn. Nếu như yêu thích lô này sở hữu thì cứ liên hệ ha, mình sẽ để số điện thoại của nhà vườn trên màn hình để quý cô chú anh chị em mình dễ tiện liên hệ nha. Đây, cây mà cụ đế như thế này thì
rất là hiếm thị trường rồi quý anh chị em. Rồi, kính chúc quý cô chú anh chị em một lần nữa nhiều sức khỏe, thành công, vạn sự như ý nha.